Chúc mắt quý vị là trục đường đi nước thiện và Thành đang đứng trước ngay cổng của khu đô thị 5 sao. Và hôm nay Thành xin phép là giới thiệu cho cô chú anh chị một lô shop house. Đó, một số lô shop house rất là hiếm và giá cực kỳ rẻ luôn, rất là mềm và hầu như gần như là rẻ nhất trong cái vị trí này. Đó, thì mọi người có thể thấy là khu đô thị 5 sao nằm mặt tiền của một trục đường rất là lớn và đường thông đó là đường Đinh Đức Thiện mọi người nha. Đi từ Sài Gòn xuống thì tầm khoảng là nếu tính từ Quận Nhất đi thì mình đi tầm khoảng 30 phút thôi mọi người ha. Nếu đi Bình Tân thì tầm khoảng là 15 đến 20 phút là tới rồi. Thì đây là cái khu vực xung quanh shop house. Thì shop house hiện tại là mới bắt đầu triển khai xây dựng những cái căn đầu tiên để bắt đầu là phát triển cái khu vực shop house này mọi người nha. Đây là trục đường số 3 ha. Shop house thì nằm bao quanh ba trục đường, bốn trục đường, đó là ba trục đường số 3, trục đường số 1 và trục đường số 9. Thì hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho mọi người một lô shop house hướng Tây nằm ở mặt tiền của đường số 9 với đường lọt lòng là 9m và vỉa hè mỗi bên lót gạch là 3m mọi người ha. Đây là vị trí lô shop house của mình mọi người nha, hướng chánh Tây mọi người nha. Đó, nằm giữa hai cái cây bàn Đài Loan này, ngang 5m và dài 16m. Đó, ở đây thì mình xây dựng 3 tấm rưỡi mọi người nha. Giá hơn 2 tỷ ha, hơn 2 tỷ nha mọi người. Dưới 3 tỷ nha mọi người. Khu vực shop house này thì chúng ta xây dựng hết đất, chúng ta sẽ trừ không gian phía sau là 2m mọi người nhé. Còn lại chúng ta xây dựng được 5 dài 14, 5 x 14, còn lại mình sẽ trừ 2m. Tổng diện tích của cái lô shop house này là 80m2, chúng ta xây dựng được 70m2. Mọi người quan tâm liên hệ cho Thành, xin cảm ơn ạ.